B777-360ER. Đây là chiếc meter đầu tiên của công ty Super Cargo thuê để chở hàng từ Việt Nam qua New York của Mỹ. Meter này dự kiến sẽ chở khoảng 400 khối hàng từ sân bay Tân Sơn Nhất bay thẳng qua New York. Đơn hàng này là phi y tế rất là gấp, nên giao đến thẳng tới New York. Chúng tôi đã thuê hẳn một chuyến tàu bay này để chở cái hàng này bay trực tiếp từ Việt Nam đi New York. Còn cái này cái thuê này đã tháo ghế và người để giải cấp tất cả các hàng nhiều nhất có thể trên chuyến máy bay này. Mọi người có thể thấy đây là chuyến Boeing 777.